Lửa gã hề ma quái sẽ đáng sợ không kém phần 1. Ít chapter 2, gã hề ma quái 2, vừa tung trailer cuối cùng trước khi khởi chiếu vào mùng 6 tháng 9 tại Mỹ, Việt Nam và nhiều quốc gia khác. Không phụ lòng trông đợi của khán giả, cả hai trailer của Ít chapter 2 đều hấp dẫn với những tình tiết đáng sợ cùng dàn diễn viên tên tuổi. Ít chapter 2 lấy bối cảnh 27 năm sau câu chuyện trong phần 1, nhóm bạn dơ lâu Club đã lớn, chuyển khỏi thị trấn Derry, chỉ trừ thành viên Mike Hanlon ở lại. Mike nghi ngờ sự trở lại của tên hề ma quái Pennywise và tập hợp những người bạn cũ để tiêu diệt hắn. Vậy là, The Loser Club buộc phải hội ngộ ở Derry và đối mặt với Pennywise một lần nữa. Tuy nhiên, Pennywise nay đã hồi phục trong trạng thái mạnh mẽ và điên cuồng gây ra những vụ thảm sát kinh hoàng tại Derry. Liệu nhóm bạn phải làm gì để tiêu diệt kẻ thù thời thơ ấu? Nếu trailer đầu tiên của It Chapter 2 tập trung vào nhân vật Beverly Mars, Jessica Chastain thủ vai, trailer cuối cùng xoáy sâu vào những nỗi ám ảnh của Bill Bro. James Avoy, thủ lĩnh nói lắp của Losers Club, Bin quay lại Derry với quyết tâm trả thù Pennywise, kẻ đã cướp đi cậu em trai Georgie của anh. IT, gã hề ma quái, là phim kinh dị gây sốt ở Việt Nam và thế giới vào năm 2017 vì các tình tiết kinh dị ám ảnh và nội dung sâu sắc về nỗi đau tuổi trưởng thành. Bộ phim được đánh giá là một trong những tác phẩm kinh dị kinh điển của thế giới trong thế kỷ 21. Phần 2 còn được trông đợi vì quy tụ dàn sao đình đám gồm James Avoy, Jessica Chastain, Bill Hader. Vince Kang RG trở lại trong vai gã hề Pennywise. Phim tiếp tục do Andy Muschietti đạo diễn.